Nhiều chị em phụ nữ thắc mắc rằng là quá trình lão hóa hay là thay đổi về cân nặng thì có ảnh hưởng đến vú được tái tạo hay không, và có cần phải đi khám hay là kiểm tra lại sau một thời gian hay không ạ? Vâng, ở đây thì chúng tôi xin có cái ý kiến chia sẻ như sau. Với những chị em phụ nữ mà sử dụng cái chất liệu độn, tức là sử dụng các cái túi độn, thì khi mà cơ thể người phụ nữ thay đổi, ví dụ như là tăng cân hoặc là giảm cân, thì rõ ràng là cơ thể thay đổi nhưng mà cái túi thì nó vẫn cứ hằng định. Đấy. Thế thì nhiều nhiều trường hợp khi mà có những cái thay đổi như thế thì nó sẽ gây ra những cái nó bất bất cân xứng, hoặc là những cái nó mang lại những cái hiệu quả thẩm mỹ nó không đẹp. Tại vì là một bên thì cơ thể chúng ta thay đổi, có thể do tuổi tác, có thể do chế độ ăn hoặc luyện tập. Thế nhưng mà cái túi độn thì nó không thay đổi. Thế và nó sẽ giữ nguyên cái hình dạng và cái kích thước như là của nhà sản xuất. Thế còn với những chị em phụ nữ mà sử dụng cái phương pháp tái tạo bằng các cái vạt của cơ thể, thì rõ ràng đấy là một phần của cơ thể mình. Thế khi mà chúng ta lên cân thì cái vạt đấy nó cũng sẽ có những cái biến đổi, nó tương ứng với những cái biến đổi chung của cơ thể. Tất nhiên là nó cũng không phải là song hành một một. Thế nhưng mà qua cái quá trình theo dõi đánh giá trong nhiều năm thì chúng tôi thấy là với những chị em phụ nữ mà sử dụng những cái vạt tự thân, thì khi mà cơ thể mình thay đổi thì cái vạt đấy nó cũng có những cái biến đổi, nó thay đổi theo cái hướng là nó cũng khá là tương thích với cơ thể. Vâng ạ, vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã nghe các chuyên gia của chúng tôi chia sẻ về những cái lợi ích cũng như là cái quá trình chăm sóc sau khi phẫu thuật tái tạo vú. Vậy thì một ca phẫu thuật tái tạo vú được trải qua những cái quy trình như thế nào? Chúng tôi xin được bác sĩ Nguyễn Anh Luân giải thích cho chúng tôi với ạ.